Xin chào quý vị, Thịnh Nguyễn sẽ cùng với quý vị tìm hiểu và đến với khu vực của một trong những ga đi nằm cách thành phố Hồ Chí Minh khoảng gần 30 km. Đây là một trong những ga khá đặc biệt. Khi ga Sài Gòn hoặc là những trường hợp trước kia, quý vị thấy những cái cây cầu dẫn đường sắt qua sông Đồng Nai có vấn đề thì các lượng khách sẽ được đưa về đây. Đây chính là ga Biên Hòa. Mời quý vị cùng Thịnh Nguyễn tìm hiểu và ngắm nhìn ga Biên Hòa trong chuỗi hành trình mà Thịnh Nguyễn sẽ chia sẻ trong một danh sách, đó là tất cả những cái ga mà Thịnh Nguyễn có dịp đặt chân đến trên toàn quốc Việt Nam. Ga Biên Hòa chỉ là một ga nhỏ. Đây là toàn cảnh nhà ga chờ, tức là các du khách đi từ ga Biên Hòa sẽ ngồi trong nhà chờ này để có thể chuẩn bị lên ga. Và phía bên kia thì quý vị đang nhìn thấy đó chính là khu vực với bảng khung giờ tàu chạy, bảng giá vé và khu vực bán vé dành cho du khách. Cho nên mình bị động cái chuyện đấy. Có thể em cũng rất là nhanh, nhanh xưa nó sớm.